Huấn luyện viên Park Hang-seo bị học trò cho nếm mùi đau khổ trong buổi tập rộn ràng tiếng cười. Vào tối ngày hôm qua, 31 tháng 8, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi tập thứ tư tại Saudi Arabia. Trong buổi tập này, nhằm giải tỏa căng thẳng, tăng tính thư giãn cho các học trò trong màn đối đầu đối kháng ở buổi tập trước. Ở buổi tập này, ban huấn luyện chủ yếu đưa ra các bài tập mang tính thư giãn, khối lượng tập luyện cũng được giảm tải và sự vui vẻ, giải trí cũng được tăng lên. Để tạo ra bầu không khí vui vẻ, huấn luyện viên Park Hang-seo tích cực tham gia bài tập đám ma cùng các học trò. Sự hóm hỉnh và gần gũi của nhà cầm quân người Hàn Quốc đã mang lại những tiếng cười vui nhộn trên sân tập. Ở nhóm đám ma của thầy Park có những cầu thủ như Hoàng Đức, Tiến Linh, Tuấn Anh, Trọng Hoàng, Hồng Duy, Phạm Văn Đức cùng tham gia. Với thể lực và kỹ thuật tốt hơn, các cầu thủ nhanh chóng buộc ông thầy của mình phải làm ma. Những đường truyền một chạm tốc độ cao và có độ khó của các cầu thủ khiến huấn luyện viên Park Hang-seo hoa mắt chóng mặt. Ông thầy Hàn Quốc bất lực trong việc lấy bóng từ chân học trò, buộc phải chơi ăn gian. Sau đó rút lui để lại những tiếng cười rất khoái chí của đám học trò. Liên quan tới buổi tập, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gặp riêng ba thủ môn của đội tuyển là Văn Lâm, Tấn Trường và Văn Toàn. Thấy Park nói chuyện khá lâu, dường như căn dặn sự nguy hiểm trong lối chơi bóng bổng của các cầu thủ Saudi Arabia. Nhiều khả năng, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đặt niềm tin vào Đặng Văn Lâm khi mà thủ thành Việt kiều thích nghi rất nhanh với tuyển Việt Nam và có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò cũng đang mổ băng để phân tích kỹ hơn về đối thủ trong trận ra quân. Tối nay, huấn luyện viên Park Hang-seo và đội phó Duy Mạnh sẽ tham dự buổi họp báo trước khi cùng đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập làm quen với sân. Còn vào buổi chiều, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức đăng ký trận đấu với Ả Rập Xê Út. Tính cả thủ môn Đặng Văn Lâm của Seiro Osaka Nhật Bản, người mới có 4 buổi tập luyện cùng toàn đội, quân số của đội tuyển Việt Nam hiện có 25 cầu thủ, bao gồm 3 thủ môn, 10 hậu vệ, 7 tiền vệ, 5 tiền đạo. Cả 25 tuyển thủ đều có sức khỏe ổn định. Vì vậy, việc loại bỏ hai cái tên sẽ dựa trên yêu cầu về chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Vị trí thủ môn gần như chắc chắn giữ nguyên số lượng 3 người. Sự cắt giảm dự báo sẽ rơi vào hàng tiền đạo và hàng hậu vệ. Trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Saudi Arabia sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ sáng ngày 3 tháng 9. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đặt mục tiêu phần đầu có điểm, trong khi chủ nhà muốn bỏ túi 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân. Cảm xúc của em khi lần đầu được gọi lên đội tuyển Việt Nam thì đầu tiên em thấy rất là bất ngờ, thấy vui và hạnh phúc khi mà những cố gắng và nỗ lực của mình đã được mọi người ghi nhận. Về quãng thời gian em đi làm ở Hà Nội thì đó là một quãng thời gian có ý nghĩa rất là đặc biệt đối với em. Nhờ quãng thời gian đấy mà em có được sự trưởng thành như hiện tại. Và em học được rất là nhiều điều, từ tính kiên trì cho đến những trải nghiệm mà trước đó khi ở trong môi trường bóng đá thì em không bao giờ có được. Ở đội tuyển Việt Nam thì các thầy cũng chỉ dạy cho em rất là nhiều, và em cũng học hỏi từ những anh lớn, những đàn anh đã có kinh nghiệm thi đấu và tập luyện ở đội tuyển Việt Nam về cách di chuyển, chạy chỗ như thế nào và phối hợp kết nối như thế nào với cả đồng đội để có được sự hiệu quả tốt nhất. Em là một cầu thủ có thể hình nhỏ con. Em có coi đó là bất lợi của mình so với những người khác chơi cùng vị trí tiền vệ không? Em thấy là ở đội tuyển mình thì cũng có rất là nhiều anh không có thể hình to cao, nhưng mà cái đấy thì cái bất lợi đấy thì em nghĩ là mình sẽ bù đắp lại bởi những cái điểm mạnh của mình thôi. Em thì thật ra là không có nhiều kỹ năng lắm. Chỉ có một chút kỹ thuật, còn mọi thứ mình còn lại thì cũng bình thường vậy. Nếu được tung vào sân thì được sử dụng thì em sẽ cố gắng làm sao thể hiện tốt nhất và làm những cái điều gì đấy tốt nhất cho đội tuyển, làm đúng những gì mà huấn luyện viên yêu cầu chỉ định để hoàn thành tốt nhiệm vụ và giúp đội tuyển có được kết quả tốt nhất.